chào các cô bác, các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh cây giống anh Trung ạ. Như hôm qua em đã hứa thì hôm nay em sẽ giới thiệu và chia sẻ với các cô bác, các anh chị và các bạn cái cặp liệu bonsai dáng huyền em mới nhập về. Cái cặp liệu này có lẽ là cái cặp liệu đẹp nhất từ trước đến giờ đối với cây nhập khẩu ạ. Đối với cái cây liệu nhập khẩu ở cái size bé như thế này và với những cái dáng mới như thế này ạ. Sang năm thì có thể là có nhiều, nhưng mà năm nay thì chắc chắn là cái hàng này là độc nhất luôn đấy ạ. Hôm nay em sẽ quay kỹ hai cái cây này để cho các cô bác, các anh chị và các bạn cùng xem nhé. Đây nhá, em mời các cô bác, các anh chị và các bạn xem nhé. Đây là cái dáng, thực ra cái dáng này đối với các loại cây khác, nhất là như thời điểm năm ngoái em bán, cái thời điểm Tết năm vừa rồi ấy, em bán đào ấy, thì cái dáng này là có rồi. Và cây đỗ quyên ấy, thì cũng có rồi. Thế nhưng mà riêng với liệu thì hai cái cây này là hai cây đầu tiên mà bên nước bạn họ làm cái dáng này. Nói chung để một cái cây, bất cứ một cái cây gì, nhất là những cái cây mà phát triển chậm như liệu, mà làm được một cái cây dáng như thế này thì thực sự là phải mất rất là nhiều thời gian và công sức ạ. Đây là một cặp dài nhá. Cái chiều dài của nó được khoảng 1 mét ạ. Được khoảng 1 mét. Và đặc biệt là cái gốc này, mọi người nhìn cái gốc này, cái bệ gốc rất là đẹp luôn. Đó. Cái bệ gốc rất là đẹp luôn. Hai cây, cây nào cũng thế. Cây này thì nó kiểu nó cũng chưa nổi ấy. Thế nhưng mà cái rễ của nó cũng nhô lên rất là nhiều. Cây này thì bệ đẹp hơn. Cây này thì bệ đẹp hơn một chút. Hai cái cây này là một cặp luôn nhé các cô bác, anh chị nhé. Đó. Đây nhà em còn chưa gỡ. Chưa gỡ cả cái thép cố định này. Gốc thì cũng chưa phải là to đâu, nhưng mà đối với một cái cây dáng bonsai để mà làm được như này thì cái cây của nó cũng phải mất rất là nhiều thời gian. Đây. Lúc về thì nó nhiều quả lắm, với lại hôm người ta quay cho em thì nó nhiều quả lắm, nhưng mà kiểu trong quá trình di chuyển về này, với lại mấy ngày hôm nay ở Hà Nội ấy, thực sự là thời tiết rất là nắng nóng. Ví dụ như ở cái mặt đường bê tông như nhà em như thế này thì có thể là nhiệt độ có thể là lên đến trên 50 độ. Nói chung là nóng lắm luôn ấy ạ. Đây. Em cho mọi người xem kỹ nhá. Cây rất là đẹp. Hai cái đầu nó vươn lên. Những cái cây này thì các cô bác anh chị về tạo dáng cũng rất là dễ luôn ạ. Mọi người về tạo dáng cũng rất là dễ luôn. Mình chỉ cần cứ để cho nó tốt lên, cứ để cho nó tốt lên và mình cắt tỉa thôi. Đây, em quay cả vòng thành cả hai bên cho mọi người xem nhé. Nói chung là cái cặp này thì dáng tán rất là đều. Cái cặp này dáng tán rất là đều ạ. Đây quả đây nhé các cô bác anh chị nhé. Quả đây ạ. Và cũng đang nhiều nụ nữa. Tất cả ở những cái ngọn non này đến khi khi mà nó già đi là nó cũng sẽ ra nụ hết. Mùa này là đang là mùa hoa mà. Cái quả đây nhé các cô bác anh chị nhé. Quả đây ạ. Thực ra trong lúc về thì nó cũng khá nhiều quả. Thế nhưng mà quá trình vận chuyển ấy, bê lên bê xuống thì nó cũng rụng nhiều. Đặc biệt là những cái cây như thế này thì nhà em khi mà vận chuyển về nhà em phải rất là cẩn thận luôn. Rất là cẩn thận để khi mà về cây của nó được đẹp như thế này. Đi mất mấy ngày xong lại qua biên nữa. Về đến Việt Nam giữa cái lúc mà thời tiết nắng nóng gay gắt như thế này mà cây giữ được như thế này thì phải nói là cái cây liệu này nó rất là khỏe. Với cái dáng này thì cực kỳ là dễ cắt tỉa,
và tạo tán nhé các cô bác anh chị nhé. Kể cả những ai mà chưa bao giờ chơi cây cảnh cũng có thể chơi được cái dáng này ạ. Đúng một cặp luôn. Cái này các cô bác anh chị có thể để ở hai bên, mình trồng ở sân vườn ấy, hoặc là ở cửa thì có thể để hai bên. À đây, còn đây là cái dáng ngắn hơn. Em cho mọi người xem cái dáng ngắn hơn. Cái này thì ngắn hơn nhưng mà cái đầu nó lại cao hơn một chút. Đấy, dáng ngắn hơn. Cái cây này thì các cô bác anh chị về nuôi một thời gian, nuôi một vài năm là nó cũng sẽ rất là dài. Dáng ngắn hơn nhưng mà như ở cái dưới này thì nó cũng chia ra, cái tán của nó cũng rất là đẹp, khá đẹp đấy ạ. Cây nào nhiều quả nhỉ? Cái cây này vẫn còn nhiều quả, tại vì cái dáng của nó cũng gọn đấy, cái dáng của nó cũng gọn, vì thế mà hoa quả của nó không, hầu như là không bị ảnh hưởng, vẫn đậu hết luôn ạ. Đó. Cây này thì em xếp xuôi về một hướng đây. À, đây là lựu quả tím nhé các cô bác anh chị nhé, quả đỏ tím ạ. À, lựu này là lựu ăn trái, cái ruột của nó khi mà nó chín thì là nó cũng là màu đỏ tím, và đặc biệt là cái hạt của nó mềm, cái hạt của nó mềm. À, nếu mà để mà các cô bác anh chị về trồng ấy thì mình thay cái chậu này ra, mình thay cái chậu này ra cái chậu lớn ấy, thay những cái chậu này ra những cái chậu lớn ấy để cho cây của mình nó đủ chất ăn và trái của nó to. Nói chung là cây nào dáng tán cũng rất là đẹp. Cây nào dáng tán cũng rất là đẹp ạ. Đặc biệt là cái cây này thì phải nói là không thể chê vào đâu được. Em nhập hàng mà em về đến nơi em còn thấy bất ngờ luôn ấy. Tại vì khi mà bên kia người ta quay ấy, thì thường thường thì cũng mình cũng chỉ xem qua được thôi. Chỉ khi nào mà cây về đến nơi thì mình mới biết được là cái độ xấu đẹp của nó như thế nào. Những cái loại cây khác ấy, những cái loại cây khác thì khi mà về thì với cái thời tiết này thì cây cũng nói chung là nó cũng bị rũ lá nhiều. Nhưng riêng cái lựu này thì chỉ một số hoa và quả nhỏ của nó bị rụng thôi, tại vì trong quá trình mình vận chuyển lên vận chuyển xuống ấy, thì nó bị thôi. Chứ còn cái lựu này thì em thấy là nó rất là khỏe. Đấy, ví dụ như em cho mọi người xem cái cây lựu đỏ to này. Cái cây lựu đỏ to này nhá. Nắng nóng như thế này mà giữa trời thế này không phải che chắn một cái gì cả, nhưng nó vẫn tươi và nó bung hoa rất là đẹp luôn. À, cái lựu tím, cái cây mà dáng cái cây mà một thân thẳng ấy thì hôm qua em quay cho mọi người xem rồi. Hôm nay em quay kỹ cái cặp lựu này thôi. Và em xin phép được dừng video tại đây ạ. Chúc các cô bác, các anh chị và các bạn xem video vui vẻ. Cô bác anh chị nào mà thích cái cặp này thì liên hệ luôn với em theo số điện thoại 0977516966 nhé. Cô bác anh chị xem video thì nhớ bấm đăng ký kênh, ủng hộ nhà vườn em, và xem những cái cây nhập khẩu mới nhất nhà em nhập về nhé. Xin chào tạm biệt mọi người ạ.